Như em đã thông báo với các bác là đầu từ hôm nay em sẽ chuyển sang cái kênh của Tuấn Đức Thảo âm thanh Phú Thọ. Tất cả những cái clip này em sẽ đăng trên kênh của Tuấn Thảo âm thanh Phú Thọ trước. Sau đó một ngày em mới đăng trên Tuấn âm thanh Phú Thọ. Bác nào có nhu cầu thì vào đây. Tất cả những mặt hàng này em đã nói là em làm nhé. Bởi vì em sẽ giảm giá trung bình từ 30 đến 50% cho các bác. Trung bình 30 thôi, 30 đã lỗ nhiều lắm rồi. Cho các bác. Để cảm ơn là các bác đã chuyển sang kênh này đăng ký để theo dõi thêm. Mục đích là có lợi cả hai bên mà các bác. Bởi vì các bác đăng ký theo dõi kênh của em thì em sẽ có kênh này bán hàng. Bởi vì cái kênh Tuấn âm thanh Phú Thọ kia nó liên quan đến vấn đề bản quyền của âm thanh nên là em đang xử lý. Nên sau đây bắt đầu báo giá cho các bác. Tất cả những cái chiếc bếp từ, bếp ga này đều đã có clip giới thiệu cho các bác rồi. Mức giá thì cũng đã có rồi. Mức giá đã có rồi. Thì sau đây em sẽ báo lại cho các bác một lượt nữa về cái mức giảm giá cho các bác luôn nhé. Đấy. Đối với lại đây là những chiếc bếp ga Nhật bãi đã qua sử dụng và những dòng này thì đều có những con cảm biến ở trên dưới đáy nồi các bác nhìn. Tất cả những cái bếp này có cảm biến này nó có tác dụng là khi cái nồi của bác ví dụ bác đang đun bếp, bác mải bác đi đâu bác bỏ quên thì cái con cảm biến này có tác dụng là khi nó cạn nồi nó sẽ tự động khóa ngắt ga. Hoặc là bác để nó đun sôi nó bồng lửa lên thì nó con cảm biến này nó bồng bồng lửa nhiệt độ tăng lên thì con cảm biến này nó cũng có tác dụng là nó khóa hết ga lại, khóa an toàn cho bác không bị cháy nổ. Dòng này có 3 bếp. Đấy, bếp ga hiện tại có 3 bếp và bếp từ có 3 cái. Hiện tại có 3 con thôi. Em sẽ báo giá những mức giá cho các bác theo tham khảo luôn. Và tất cả những cái mức giá ở đây em vừa giảm giá vừa bớt cho các bác về các bác một số con là về các bác phải dọn dẹp, mỗi em mới lau dọn đi. Bởi vì bếp này em nhập về em chỉ lau qua bên ngoài đây. Các bác về dọn khay các thứ mỡ mới cho sạch sẽ nhé. Còn em bên em là không có thời gian dọn cái đấy. Những con này cũng vậy này. Những con này hôm trước em đã giới thiệu cho các bác rồi đấy. Các bác nhìn nó bẩn như thế này. Nhưng em đã lấy cái đầu tay em cạo đây. Tất cả men nó ra nó như thế này luôn đây. Đấy nhá, nó trở về như cũ luôn ạ. Nhá, nó trở về như cũ. Cái này các bác chỉ cần xịt nước và bác lấy cái rẻ xước ấy. Cái rẻ của rẻ dưới bát ấy bác. Đây là mặt cường lực mà, không lo. Con này thì hai cảm biến này, một bếp nướng này, đấy, nó báo đây rồi. Con này là con Rinnai này, con Rinnai RTE61VA, đấy, đây là chỗ này lắp pin này. Con này con số 4 này, giá 3 triệu 9, thì 3 triệu 9 bây giờ em sẽ giảm cho các bác cả công tất cả, mới giảm cho nó nhá, 3 triệu 9, 2 triệu 9 để cho các bác này, con này nhá, để cho bác 2 triệu 3. Ok chưa? 2 triệu 3. Sang con bên đây nữa. Con đây. Con này con mặt trắng, được chưa? Tất cả cũng hai rồi. Số thứ tự là số 2, 3 triệu 8. Cũng để cho các bác 2 triệu 3. 2, 3. 2 triệu 3 luôn. Được chưa? Bếp nấu bếp nướng có cả hẹn giờ hết này. Có hẹn giờ. Tất cả nhé, có tăng nhiệt độ. Con nào như nhau, tất cả hàng cao cấp này. Có hẹn giờ, có tăng nhiệt độ cho các bác. Đấy. Sang đến con số 1 này. Con số 1 này cũng là con Rinnai. Con Rinnai. Đúng bếp luôn, sạch sẽ lắm. Đẹp. Con Rinnai này. Đấy. Con Rinnai này có mức giá là 2 triệu 9. Là tại sao? Thật ra con này, nó tất cả mọi cái nó đẹp, men trắng đẹp lắm. Nhưng nó bị tí đây này, 2 triệu 9, thấy chưa? Để cho các bác 1 triệu 9 này. 1 triệu 9 nhá. Ok chưa ạ? Tiếp tục sang đến đây nữa. Con số 5 3 triệu 9 là con Rinnai. Rinnai số 5 3 triệu 9. Mặt men đen nhá. Hai cảm biến. Bên đứng đây. Số 5 3 triệu 9. Giảm cho các bác còn 2 triệu rưỡi nhá. Ok chưa? 25 Rinnai V655E6 luôn nhé. Được chưa? Xong đến bên đấy thì sang đến con bếp từ này thì báo cáo các bác là hai con bếp từ này đều có clip test rồi, có mức báo giá cho các bác rồi ở trên kênh rồi. Một con này là 4 triệu 8, con này là 5 triệu 8, con này báo cáo các bác là đây bảng điều khiển nó nằm ở đây. Con này là con Nationan
H32A, em ghi hẳn H32A vào đây cho bác nhé. Đây H32A vào đây. Em ghi 32A nhé. 32A. Con này đang giá 4 triệu 8. 38 giảm cho bác nhé. 4 triệu 8. Giảm cho các bác còn 33 đi. 4 triệu 8 còn 3 triệu 3 nhé. Đây là model là H32A mà. Nationan. Con này bảng điều khiển đây. À, có hẹn giờ hết đây. Ngoài ra có thể các bác không cần dùng, không phải mở bảng đâu, chỉ bật đây này. Đây dùng bếp đây, hai bếp cho này, con này có hai bếp cảm ứng ở trên này luôn. Hai bếp cảm ứng. Mặt kính cường lực luôn ạ. Mặt kính cường lực. À, con này bếp từ này, bếp từ này. Đây là bếp hồng ngoại, có thể nấu tất cả các nồi. Nấu tất cả các nồi. Còn à, đây là cái thông báo về ví dụ U sau bếp nó báo là U04 là lỗi gì, U16 là lỗi gì thì các bác cần thì bác tải phần mềm Google dịch vào. Đây là bếp nướng ạ, bếp nướng. Đây là bếp từ âm ạ, bếp từ âm. Mức giá 3 triệu 3 cho các bác. 3 triệu 3. Chưa? À, cực kỳ đẹp. Này. Kính cường lực này, lầu đèn bóng luôn, đẹp lắm. Được chưa? Bác nhìn cái dây nguồn của nó bác thấy sướng, nhìn dây nguồn. Đã đời chưa? Đấy. Dùng bếp từ nhà em dùng bếp này đấy. Cần tí em quay vào cho bác nhìn luôn. Đây sang con này đẹp xuất sắc luôn này. Con này cũng vậy này, con này cũng có cảm ứng trên này. Điều khiển cảm ứng này. Đấy. Cũng ba bếp, hai bếp từ dương, một bếp 3 ký, một bếp 2 ký và một bếp hồng ngoại nấu tất cả các loại nồi. Đây, nó so đây, hai cái nắp đậy của nó đây nhá, cái này này. Hai nắp đậy đằng sau kia, đây ạ. Đấy đây, nó khỏi rơi. Đấy. Đây, đây còn bảng điều khiển đây nữa. Bảng điều khiển này các bác nhìn nhé. Đây. Con này là con xem nào. Đây. Đây, model ở bên này đây. Con này là con Nationan. Nationan này. CHMTS32A. Nationan. Mặt trắng. Ôi bác cứ nói luôn chỉ có 3 con thôi mà. Nationan đang mức giá 5 triệu 8 nhá. Cho Nationan. 58 còn 35 đi. 5838 thôi. 35 thì chết em. Thật ra là cảm ơn quý vị đã sang đăng ký thêm kênh bên này. Nên là tất cả những cái này là mục đích là em muốn cảm ơn và tri ân. Nhiều cái quá tay lỗ cũng được, không có sao cả. Lỗ lãi thì thật ra là cái gì có hưởng đôi bên, bởi vì là em muốn duy trì thêm một kênh nữa để không may cái kênh kia nó có vấn đề gì thì các bác còn theo dõi em bán hàng. Thì em bán hàng thì em lại có lãi thôi. Cái đấy thì không có sao cả. Nên cái gì thế thôi. Rõ ràng. Nên những cái này em bớt em quá thoáng tay cho các bác rồi. Nha, quá thoáng tay rồi ạ. Còn thoáng nữa thì chết các bác ạ. Cái gì thế thôi. Còn sang đấy con này thì báo cáo với các bác là con này thì nó bị lỏng. Hôm trước thì lúc thì cái vỉ này nó nhận này. Không biết cái cáp vào đâu đoạn đây này. Lúc nó nhận lúc nó không đây này. Nói cáp rồi này. Đấy. Cái điều khiển mạch này này, lúc nhận lúc không. Còn bếp thì vẫn nấu bình thường. Đây. Có nghĩa là đây nhá. Những cái nút đây vẫn điều chỉnh ở đây. Không điều chỉnh ở đây thì điều chỉnh ở đây ạ. Bật công tắc đây. Ví dụ muốn nấu bếp này là biểu tượng bếp trong cùng này, phòng ngoại. Bật này ra, vẫn dùng bình thường, có bản test rồi. Bếp này, thì tượng trưng đây, dùng. Bếp này ở đây, nói chung là vẫn dùng bình thường. Ba bếp. Mà con này sướng nhất cái là cái bếp nướng của nó lại, nó thiết kế rất là to. Nó to hơn tất cả các loại bếp kia. Có nghĩa là từ hôm em bán khoảng độ, trong từ đầu năm đến giờ nó khoảng mấy chục cái bếp từ nhưng mà khoảng độ 6-70 cái bếp từ nhưng không có bếp nào để lò nướng to này cả. Đấy. Do cái vấn đề này về các bác cắm lại cáp này. Nếu mà bác không dùng cáp ấy thì các bác cho một lượt keo nến vào đây cho em. Keo nến vào đây các bác phủ hết đi. Các bác dán vào dính lại, dán cái gì để can vào đây. Bác dùng nguyên này cho em, không cần dùng cái này. Tăng giảm vào đây hết mà, volume vặn to nhỏ tăng giảm vào đây hết. Ở trên này thích thì dùng. Ở đây bác chỉnh nhé, bác xịt hạ vệ sinh này. Đây này, nó có hai cái đường tiếp xúc này. Lúc nó nhận, lúc nó không. Thì bếp này cũng đã có bản test cho bác rồi, vẫn chạy bình thường. Nhưng phải dùng phím này. À, để cho các bác 1 triệu. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng chiếc bếp này nhá. 1 triệu, ok chưa? 1 triệu cho các bác ạ. Tất cả các bếp này đều dùng điện 220 hết ạ. Đều dùng điện 220 các bác nhá. Tất cả bếp này đều dùng điện 220. À, chính thức điện của nó điện 200V. Ở bên Nhật nó chỉ có điện 200V thôi. Nhưng về mình có thể dùng sai được, dùng đến 220V thoải mái các bác ạ. Vì chính nhà em cũng đang dùng.
nhà em đang dùng luôn đây, chứ không lại bảo mày nói khoác, nhà em cũng đang dùng nó luôn ạ. Em mới lắp vào đây, em chưa mở ra đây, nhà em cũng đang dùng luôn này. Đấy, khi không dùng nó sẽ báo này. Em chào các bác nhé.